Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuộc sống 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay 15 tháng 12 năm 2012. Chúng ta sẽ cùng xem trong bản tin ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin chính gì. Trong phần tin sáng cùng đến với một số thông tin đáng chú ý, theo một dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước, từ tháng 3 năm 2013 sẽ thu phí rút tiền ATM nội mạng. Dự án ngân hàng bò được triển khai tại những huyện nghèo trên cả nước đang từng bước giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cùng đến với câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt đạt mục tiêu đến năm 2015, 80% người tiêu dùng Việt Nam dùng hàng Việt. Nhưng để đạt được mục tiêu này thì không thể cứ mãi dừng lại ở việc hô hào. Tin tức quốc tế trong chuyên mục cuộc sống bốn phương, Nga xây dựng dự thảo chính sách đối ngoại trong tình hình mới, trong đó có một số thay đổi trong phần những ưu tiên khu vực. Một thông tin đáng chú ý tiếp theo, tin đồn vào ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012 đang giúp mang lại nguồn thu khổng lồ cho ngành du lịch Mexico và những vùng đất từng ghi dấu nền văn minh Maya. Mở đầu chương trình cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm qua. Vào sáng qua, dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc đối thoại với các đại biểu là đại diện của 7 triệu đoàn viên thanh niên từ mọi miền Tổ quốc. Những vấn đề xoay quanh việc làm cho thanh niên là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi với người đứng đầu chính phủ trong buổi đối thoại ngày hôm qua. Điển hình là việc xây dựng các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Vốn cấp cho cái tiến độ xây dựng của các trung tâm thì cũng chưa đúng với tiến độ. Cái thứ hai là cái định hướng cho cái hoạt động của trung tâm tập trung vào nội dung tư vấn hướng nghiệp, tập trung vào nội dung dạy nghề hay tập trung vào công tác giới thiệu và giải quyết việc làm cho thanh niên thì cũng chưa có cái định hình rõ. Thì xin báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo để cũng đẩy nhanh cái quá trình tiến độ xây dựng các cái trung tâm tư vấn hướng nghiệp dạy nghề giới thiệu việc làm thanh niên trong thời gian tới. Kế hoạch thì đã phê duyệt rồi, kinh phí cũng đã có bố trí rồi, nhưng mà trong điều kiện ngân sách khó khăn do cái suy giảm kinh tế hiện nay thì cái tiến độ bố trí ngân sách đó thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Tôi cũng đã lưu ý vấn đề này, sẽ tiếp tục là kiểm tra rồi sẽ bố trí cố gắng là để đảm bảo đủ kinh phí để các bạn để trung ương đoàn triển khai được đúng tiến độ theo kế hoạch các cái trung tâm này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, hiện nay Việt Nam đang thiếu cả thầy lẫn thợ, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý. Muốn giải quyết được vấn đề lớn để đất nước có nguồn nhân lực chất lượng thì phải có giải pháp đồng bộ. Liên quan đến việc thu hút và sử dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, nhất là đối với cán bộ trẻ được đào tạo ở nước ngoài, Thủ tướng khẳng định đây là vấn đề Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Chính phủ đã tạo mọi điều kiện phù hợp để các cán bộ này trở về nước làm việc, vừa có lợi cho bản thân gia đình, vừa giúp ích cho đất nước. Mặt khác, mọi công dân Việt Nam cũng cần chia sẻ với những khó khăn của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của thanh niên và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Cuộc đối thoại diễn ra ngày hôm qua là dịp để thanh niên Việt Nam hiểu rõ hơn về định hướng của chính phủ đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đồng thời là điều kiện để tuổi trẻ bày tỏ tình cảm, nguyện vọng, đề xuất với chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên. Cũng trong ngày hôm qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã bế mạc. Thành công của đại hội là niềm cổ vũ thanh niên cả nước bước vào nhiệm kỳ công tác mới. Và bây giờ sẽ là một số thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo số ra ngày hôm nay. Trên trang tư của tờ Thanh Niên, tác giả Tuệ Nguyễn đã có bài viết lấy ý kiến người dân về dự luật đất đai. Chiều ngày 14 tháng 12, Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự luật đất đai sửa đổi và thống nhất cần lấy ý kiến rộng rãi của người dân trước khi Quốc hội thông qua. Theo Ủy ban Kinh tế Quốc hội, tiếp thu ý kiến đóng góp, ban soạn thảo đã chỉnh sửa, bổ sung theo hướng dẫn làm rõ những đảm bảo của nhà nước đối với người sử dụng đất, trong đó có chính sách tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản
làm muối không có đất sản xuất do quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế được đào tạo nghề, phát triển ngành nghề phù hợp. Dự luật cũng đã quy định về giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo đó, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc quản lý và sử dụng đất đai trong cả nước. Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai trong địa phương của mình. Cũng còn đã có những ý kiến cho rằng luật sửa đổi lần này phải có đột phá, nhưng muốn làm như vậy thì phải thay đổi chủ sở hữu. Nhiều ý kiến của Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí tổ chức lấy ý kiến người dân về dự luật này song hành cùng với việc sửa đổi hiến pháp khoảng 2 tháng từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2013. Trước việc nhiều tổng công ty lớn trong ngành xây dựng đề xuất xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là việc xin chuyển đổi các dự án nhà ở thương mại bị tồn sang nhà ở xã hội, nhiều người đã lo ngại rằng việc làm này là dùng tiền ngân sách để tháo gỡ cho các doanh nghiệp này. Trên báo Tiền Phong đăng tải bài viết của tác giả Nguyễn Tú với tựa đề "Tháo gỡ bất động sản qua nhà ở xã hội, tránh lấy tiền ngân sách cứu doanh nghiệp sân sau". Bài viết cho hay, ông Đoàn Thanh Long là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã có kiến nghị thành phố Hà Nội cần sớm chi tiền ngân sách để mua lại các dự án nhà ở thương mại, bổ sung vào quỹ nhà tái định cư đang thiếu hụt, nhà tái định cư đang thiếu hụt hiện nay và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Phạm Sĩ Liêm là Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, việc thu chi ngân sách hiện đã suy giảm rõ rệt. Hơn nữa, việc mua lại nhà thương mại sẽ dựa trên tiêu chí nào, có công khai minh bạch hay không, có tránh được tình trạng lại dùng nguồn vốn nhà nước để cứu một số doanh nghiệp thân quen, doanh nghiệp sân sau. Đấy là những câu hỏi cần phải có lời giải đáp rõ ràng. Theo ông Liêm, phương án tốt nhất là phải đấu giá nhà ở xã hội một cách công khai. Còn theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường Đào Trung Chính, giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội là quan trọng. Tuy nhiên, mọi đề xuất cần phải tính toán, có thể là một giải pháp hợp lý, nhưng chỉ phù hợp trong một thời hạn nhất định. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tập trung rà soát tất cả các dự án bất động sản, đánh giá lại thị trường để có kế hoạch đầu tư phù hợp, khắc phục tình trạng phát triển theo phong trào dựa vào nguồn cung ảo. Đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng trong một năm nhưng vẫn liên tục báo lỗ và không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là tình trạng khá phổ biến đã diễn ra tại nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay. Và đây cũng là nhan đề của bài viết "Doanh nghiệp lớn né thuế qua chuyển giá, ngân sách thất thu, người dân chịu thiệt" của tác giả Hương Ly được đăng tải trên trang 4 của báo Hà Nội Mới. Thống kê của ngành thuế cho thấy, tình trạng các doanh nghiệp lớn thuộc các tập đoàn đa quốc gia có tên tuổi đang kinh doanh phát triển ở Việt Nam nhưng liên tục báo lỗ đã diễn ra khá phổ biến. Trường hợp của MetroCard Inquiry Việt Nam và công ty Coca-Cola Việt Nam là hai ví dụ điển hình. Tại hội thảo về quản lý hoạt động chống chuyển giá do Bộ Tài chính tổ chức mới đây tại Hà Nội, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, năm 2012, ngành thuế đã thanh tra và kiểm tra 1.495 doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá. Qua đó, nhiều doanh nghiệp từ lỗ nặng theo báo cáo của doanh nghiệp đã có lãi, ngành đã truy thu và phạt hơn 622 tỷ đồng, giảm lỗ 3.307 tỷ đồng, nộp ngân sách 207 tỷ đồng. Đặc biệt có cuộc thanh tra cơ quan thuế đã điều chỉnh giảm giá vốn gần 80 triệu đô la Mỹ. Song theo đánh giá của nhiều chuyên gia, một số công ty đa quốc gia đã có hành vi chuyển giá thành công và né được những khoản tiền thuế khổng lồ là do có hậu trường với những người có sự hoạt động lâu dài trong lĩnh vực kiểm toán và thuế. Doanh nghiệp cá tra hại nhau là một bài viết đáng chú ý của báo Tuổi Trẻ. Đây là bài viết của tác giả Ngọc Minh. Bài viết phản ánh, cá tra Việt Nam không có được giá trị cao, mặc dù là ngành độc quyền của Việt Nam, bởi tình trạng tranh mua tranh bán phá giá lẫn nhau giữa các doanh nghiệp đã tạo cơ hội cho các nhà nhập khẩu kiếm lợi. Theo Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, thì hiện nay chúng ta có khoảng 70 đơn vị có nhà máy chế biến cá tra, nhưng có tới 400 công ty xuất khẩu sản phẩm cá tra. Một số doanh nghiệp cá tra không có nhà máy chế biến chấp nhoáng, thành lập làm nhiễu thị trường bằng cách chào hàng cạnh tranh bằng giá thấp. Thiếu vốn, nhiều doanh nghiệp tìm mọi cách đẩy cá đi, cho dù sản phẩm đã chất lượng không cao, thậm chí tăng tỷ lệ mạ băng lên đến 30-40%. Đây là một thực trạng mà Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám cũng nhìn nhận. Ông cho rằng công tác tổ chức xuất khẩu chưa tốt, từng doanh nghiệp rất năng động và giỏi, nhưng do cạnh tranh lẫn nhau đã đẩy giá xuất khẩu xuống. Trên cơ sở đó, các nhà nhập khẩu cũng càng ép giá sản phẩm của chúng ta hơn. Thưởng Tết sẽ thụt lùi, đó là phản ánh được tác giả Mai Hương phản ánh trên trang nhất và trang 6 báo Tuổi Trẻ. So với năm ngoái thì mức thưởng Tết cho người lao động tại nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh, đặc biệt là xuất hiện rất nhiều những doanh nghiệp khó khăn không có khả năng trả lương và thưởng cho người lao động.
Cụ thể, mặc dù theo quy định đến ngày 20 tháng 12 mới là hạn cuối để báo cáo tình hình lương thưởng, chăm lo cho Tết, nhưng đến hết ngày 14 tháng 12, thông tin từ các quận huyện trên địa bàn thành phố cho thấy mức thưởng Tết năm nay không bằng năm ngoái. Ông Nguyễn Tấn Định, Phó Ban Quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho hay, tính đến hết ngày 14 tháng 12 đã có 146 doanh nghiệp báo cáo mức trả lương thưởng Tết, trong đó với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng cao nhất là 217,3 triệu đồng, doanh nghiệp có mức thưởng cao thứ nhì đạt 83,9 triệu đồng, thấp nhất là hơn 2,1 triệu đồng. Mức lương tối thiểu, khu vực doanh nghiệp trong nước cũng có mức thưởng cao nhất là trên 70 triệu đồng và mức lương thấp nhất là 2,1 triệu đồng. Như vậy, mức thưởng bình quân cho khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 4,4 triệu đồng, mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp trong nước là 2,8 triệu đồng. Và ngành nghề năm nay khối doanh nghiệp điện tử, điện lạnh có mức thưởng trung bình cao nhất là 5 triệu đồng, kể đến là doanh nghiệp cơ khí là 3,55 triệu đồng, tiếp đó là doanh nghiệp may mặc giày da là 3,4 triệu đồng. Mức bình quân thấp nhất là nhóm doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm là 2,5 triệu đồng. Kinh tế khó khăn, tình trạng thất nghiệp gia tăng và có một thực trạng là người lao động chỉ lo đăng ký bảo hiểm thất nghiệp mà không chú ý đến việc nâng cao tay nghề một cách thực sự là một trong số những nội dung phản ánh với tựa đề báo là đăng ký thất nghiệp nhiều, học nghề ít, bài viết của tác giả Thanh Giang trên báo Đại Đoàn Kết. Chi tiết bài viết này cho hay khi được hỏi về nhu cầu học nghề tại các trường, các trung tâm thì hầu hết công nhân đều cho biết là lương công nhân 3 cọc 3 đồng, vì vậy tiện đâu làm đó. Hơn nữa, cuối năm mà thất nghiệp đó là thảm họa đối với công nhân nên ngoài việc đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, công nhân phải săn lùng công việc khác nhằm có thu nhập ổn định hơn. Thực tế cho thấy, người lao động chê và không đăng ký học nghề tại các trường, trung tâm là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì trường hợp tham gia học nghề với thời gian 6 tháng, học viên cũng chỉ được cấp bằng sơ cấp nên không có tác động gì lớn để nâng cao trình độ của những lao động phổ thông. Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Văn Xê cho rằng luật vẫn còn nhiều bất cập và xa rời thực tiễn khi chỉ hỗ trợ được người lao động bằng tiền chứ chưa giúp họ nâng cao tay nghề để hòa nhập vào môi trường và điều kiện lao động mới. Đó chính là lý do tại sao người lao động thờ ơ với công tác hỗ trợ dạy nghề hiện nay. Tiếp tục với một số bài báo đáng chú ý khác, trên trang 13 của tờ Tiền Phong, tác giả Phong Cầm đã có bài viết Bệnh nhân thiệt vì bị kê biệt dược đắt tiền. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cho biết, sau gần 4 tháng áp dụng giá viện phí mới tại nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng kê đan xen các loại thuốc biệt dược giá cao, đắt tiền và cố tình sử dụng những vật tư y tế ngoài quy định vào thanh toán khiến bệnh nhân chịu thiệt thòi. Theo ông Phạm Lương Sơn, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết quý 3 năm 2012 đã có 16 tỉnh bộ chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong khi đó, theo đại diện Ban Dược và Vật tư Y tế, Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến, khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến việc quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay đó là chưa thống nhất được phương thức đấu thầu thuốc. Và để gỡ khó khăn thì ông Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc cần phải làm là sớm triển khai việc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2020. Trên những băn khoăn của người dân về các khoản thu khi quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, Bộ Tài chính vừa có những giải đáp về việc này thông qua cổng thông tin điện tử chính phủ và báo Tiền Phong đã đăng tải nội dung trả lời này. Về băn khoăn của người dân về các trạm thu phí khi quỹ bảo trì đã đi vào hoạt động, Bộ Tài chính cho biết, theo đề án của Bộ Giao thông Vận tải khi xây dựng Nghị định 18, thì khi thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện sẽ bãi bỏ thu phí qua các trạm thu phí nộp ngân sách nhà nước. Đối với các trạm đã chuyển quyền thu phí, trạm thu phí BOT thì đến khi hoàn vốn đầu tư sẽ xóa bỏ. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang trình Thủ tướng Chính phủ phương án xóa bỏ các trạm thu phí nộp ngân sách nhà nước để xóa bỏ ngay khi thu phí theo đầu phương tiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Còn về việc đóng phí nhưng không được sử dụng đường tốt, Bộ Tài chính có ý kiến cho rằng việc nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ đòi hỏi không chỉ nguồn lực tài chính mà cần có thời gian và việc thu phí, quản lý, sử dụng có hiệu quả tiền phí sử dụng đường bộ cũng sẽ góp phần quan trọng vào việc đẩy nhanh quá trình nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông đường bộ nêu trên. Tái lập mặt đường cũng rút ruột là phản ánh của tác giả Ngọc Ẩn được đăng tải trên trang 8 báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay.
Hiện nay các ngành điện lực cấp nước tại thành phố Hồ Chí Minh đang đào hàng chục km đường để lắp đặt công trình ngầm. Điều đáng nói là một số công trình tái lập mặt đường không đảm bảo độ nặn dày, không đảm bảo được chất liệu như là thiết kế. Theo khu quản lý giao thông đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra việc tái lập mặt đường Nguyễn Trường Tộ và Đoàn Như Hải quận 4 do công ty điện lực Tân Thuận làm chủ đầu tư cho thấy đơn vị thi công là công ty cổ phần Viễn thông Sao Nam đã rút ruột bê tông nhựa đường đá ở lằn phui đào. Rút bớt đá, theo hồ sơ thiết kế thì lớp bê tông nhựa nóng phải dày 10cm và lớp đá là 0,4 dày phải 40cm. Nhưng kết quả kiểm tra vào cuối tháng 11 vừa qua tại 5 vị trí trên đường Nguyễn Trường Tộ cho thấy lớp bê tông nhựa nóng chỉ dày 9cm và lớp đá 0,4 chỉ dày 26-30cm. Mặc dù vào cuối tháng 9 năm nay thì các đơn vị chức năng xác định đơn vị thi công đã thi công không đảm bảo chất lượng về kết cấu, tái lập mặt đường ở hai tuyến đường trên và đã yêu cầu cào bóc bỏ toàn bộ kết cấu trong làn phui đào để làm kết nối mới tái lập mặt đường. Và trước thực trạng này, tái lập mặt đường bê bối nói trên thì ông Nguyễn Bật Hận, Phó Chánh Thanh tra Giao thông Vận tải thành phố cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra 24/24 giờ đối với các công trình đào và tái lập mặt đường. Ngoài ra sẽ xử lý nghiêm các nhà thầu thi công gian dối và đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cấm các nhà thầu này thi công những công trình có sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố. Em học sinh bán trú ăn chay vào ngày rằm mùng 1 là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo Tiền Phong. Chi tiết bài viết này cho biết, trường tiểu học Xuân Phú thuộc thành phố Huế có cách đổi món rất kỳ quặc, gây phản ứng đối với nhiều phụ huynh khi cho toàn bộ học sinh các lớp bán trú ăn chay suốt trưa vào nhiều dịp lễ rằm mùng 1 âm lịch. Nhiều phụ huynh thắc mắc là thật vô lý khi đóng tiền ăn từng tháng với mức trên dưới 350.000 đồng tùy theo thời gian học. Vậy mà vào dịp lễ rằm mùng 1 gần đây, học sinh bán trú ở ngôi trường này lại phải ăn chay gồm bún kèm với các thứ rau củ, đậu, phụ nấu thành canh. Họp phụ huynh tại trường đầu năm thì phụ huynh không hề nghe phổ biến kiểu đổi món lạ lùng như thế này. Khi được hỏi lý do học sinh phải ăn chay vào lễ rằm mùng 1 trùng ngày ăn chay của đạo hữu Phật giáo, bà Võ Thị Na là hiệu trưởng trường Trung học Xuân Phú cho rằng nhà trường cho các cháu ăn chay không phải theo quan niệm tôn giáo mà chỉ là nhằm mục đích đổi món. Tuy nhiên, trước những thắc mắc về cách đổi món không giống ai của trường, bà Võ Thị Na thừa nhận là do một số cô bảo mẫu thích ăn chay nên đã nấu chay cho các cháu ăn luôn. Liên quan đến vấn đề trên, ông Phan Nam là trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Huế cho biết là phòng sẽ tổ chức kiểm tra và chấn chỉnh ngay. Trên trang 15 của báo Tuổi Trẻ, tác giả Lam Điền đã có bài viết rất đáng chú ý với nhan đề Bảo tồn di sản là để sống tốt. Kỹ sư Phan Văn Trường kể lại câu chuyện người bán quán cà phê sau nhà hát thành phố Hồ Chí Minh đã khoan tường bắt vít trực tiếp vào vách sau của nhà hát, một hành động mà ông đã so sánh rằng ở các nước phát triển thậm chí dùng bút chì để viết lên một di tích thì người ta cũng không dám làm. Theo như tiến sĩ và kiến trúc sư Lê Quang Minh, một thách thức lớn khi đề cập đến vấn đề bảo tồn di sản kiến trúc thành phố hiện nay là đã có nhiều công trình kiến trúc bị phá mất trong thời gian qua. Kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn đã cho rằng đối với đô thị như thành phố Hồ Chí Vinh Minh, việc ứng xử sao cho vừa phải đạo với di tích, vừa không kìm hãm đà phát triển kinh tế cần phải tổng hợp kinh nghiệm để giải 4 bài toán cơ bản, bài toán tri thức, tư vấn thiết kế, quản lý và kinh tế, trong đó bài toán tư vấn thiết kế vừa là định hướng để ứng xử. Xin được trích dẫn một ý kiến rằng chúng ta đang phải chứng kiến một hình ảnh đô thị hỗn loạn về thị giác, mâu thuẫn giữa cái mới và cái cũ. Tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu trong tham luận của mình đã đưa ra quan điểm bảo vệ di sản văn hóa là để con người sống tốt hơn cho hôm nay, chứ không phải là bảo vệ một ý niệm nào đó của quá khứ, dù là tốt đẹp đến đâu. Tại hội thảo âm nhạc với người trẻ, thực tế và phương hướng sáng tác được tổ chức vào ngày hôm qua 14 tháng 12 đã có nhiều ý kiến lo lắng cho rằng chúng ta đang bị ngộ độc âm nhạc. Và tác giả Trịnh Nguyên của báo Thanh Niên đã có bài viết phản ánh rất nhiều ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc cũng như nhiều nhạc sĩ cho cùng đồng ý cho rằng hiện tượng ngộ độc âm nhạc đang diễn ra rất phổ biến. Theo đó thì sự lệch hướng trong thẩm mỹ âm nhạc của người trẻ đã bắt đầu từ rất sớm. Chẳng hạn như theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Minh Châu thuộc Viện Âm nhạc cho rằng hát với bài hát của các anh chị đã dẫn đến hình thành một lớp các ông cụ, bà cụ non. Bé thích ca hát, nhưng bài hát thiếu nhi không đủ cho từng độ tuổi. Thế nên ở nhà trẻ mượn bài hát mẫu giáo, tuổi nhi đồng hát bài hát thiếu niên, tuổi trung ương hát bài hát người lớn. Ngay cả những cô bé, cậu bé có chút năng khiếu cũng không chắc đã được hưởng một môi trường âm nhạc tốt, thiên thần ca hát có thể trở thành nạn nhân của người lớn với mục đích kiếm lời.
bà Trần Thị Lê Chiến thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng có thể nhận diện được bộ phận công chúng hay xem những chương trình ca nhạc kém chất lượng. Và họ phần lớn là những người trẻ nông thôn, ngoại thành với phong văn hóa, kiến thức nền tảng của họ không đủ để nhận diện sâu sắc và đầy đủ về mọi mặt của đời sống xã hội. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin sáng đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 ngày làm việc với cơ quan của Việt Nam, ngày hôm qua, đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã kết thúc quá trình đánh giá lần thứ 2 về phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân tại Việt Nam. Báo cáo cuối cùng dự kiến được IAEA công bố vào cuối tháng 3 năm sau. Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà IAEA áp dụng bảng hướng dẫn đánh giá đã được sửa đổi về cơ sở hạ tầng hạt nhân đối với những nước bắt đầu làm điện hạt nhân. Theo dự thảo báo cáo, IAEA sẽ đưa ra 42 khuyến nghị, 14 đề xuất, đặc biệt nhấn mạnh vào 7 vấn đề lớn cho quá trình phát triển hạ tầng điện hạt nhân tại Việt Nam. Trong đó vấn đề thứ nhất liên quan đến cơ sở pháp lý, trong đó có luật năng lượng nguyên tử cần có những cái điều chỉnh bổ sung, và cái này Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã có kế hoạch để trình chính phủ. Tiếp theo là phải hoàn thiện cái hệ thống pháp quy, các cái văn bản pháp lý, các cái khuôn khổ, các cái quá trình pháp lý, pháp quy. Cái thứ ba liên quan đến phát triển nguồn nhân lực là IAEA nhấn mạnh cái sự phối hợp giữa các bộ và làm sao cái kế hoạch phát triển nhân lực của từng cơ quan, từng bộ nó phải nằm trong một cái tổng thể. Các chuyên gia của IAEA đã tập trung phân tích và thảo luận từng nội dung của 19 vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân theo tiêu chí của IAEA như vị trí quốc gia, ngân sách và tài chính, địa điểm và các cơ sở hỗ trợ, bảo vệ môi trường. Sau khi IAEA xem xét và điều chỉnh bản dự thảo báo cáo, Việt Nam sẽ có thời gian để xem xét lại và hoàn chỉnh báo cáo trên quan điểm tiếp thu những kinh nghiệm tốt nhất của thế giới về an toàn điện hạt nhân, trên cơ sở vận dụng thích hợp và điều kiện thực tế của Việt Nam. Hiện nay chỉ có các giao dịch rút tiền tại các máy ATM ngoại mạng mới phải nộp phí giao dịch, nhưng có thể từ tháng 3 năm 2013 tới, ngay cả giao dịch rút tiền nội mạng, người dùng cũng sẽ phải nộp phí. Đây là một trong những nội dung của một dự thảo thông tư vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến. Cụ thể, phí rút tiền tại máy ATM cho giao dịch nội mạng dự kiến sẽ tăng dần theo từng năm, từ 1.000 đồng vào năm 2013 lên mức 3.000 đồng mỗi lần giao dịch vào năm 2015 trở đi. Giao dịch ngoài mạng tối đa là 3.000 đồng một giao dịch và phí chuyển khoản tại máy ATM tối đa là 15.000 đồng một giao dịch. Cũng theo dự thảo, phí phát hành thẻ được quy định từ 0 đến 100.000 đồng mỗi thẻ, phí thường niên từ 0 đến 60.000 đồng một thẻ, phí vấn tin tài khoản không in chứng từ, chỉ thu đối với giao dịch ngoại mạng là từ 0 đồng đến 500 đồng một giao dịch. Phí in sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản tại máy ATM giao dịch nội mạng là từ 100 đến 500 đồng mỗi lần giao dịch ngoại mạng từ 300 đồng đến 800 đồng một giao dịch. Trước đó, việc thu phí rút tiền ATM nội mạng đã được các ngân hàng nhiều lần kiến nghị và lần gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2012, nhưng đều vấp phải sự phản ứng của khách hàng dùng thẻ và không được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận. Chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết một tháng thực hiện phương án ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu trên địa bàn thành phố. Chính quyền thành phố đã đạt mục tiêu đến tháng 3 năm 2013 sẽ xóa hết gà nhập lậu trên địa bàn. Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, qua một tháng triển khai ngăn chặn, hiện tượng vận chuyển tiêu thụ gà nhập lậu trên địa bàn đã giảm đáng kể. Riêng tại chợ gà Hà Vĩ, huyện Thường Tín đã không còn gà nhập lậu không rõ nguồn gốc. Hà Nội cam kết đến hết tháng 3 năm 2013 sẽ kiểm soát được 100% gia cầm nhập khẩu, không để đưa gà lậu vào tiêu thụ tại thủ đô. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, 18 tỉnh thành trọng điểm phía Bắc tiếp tục phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển và kinh doanh gia cầm, ngăn chặn việc buôn bán vận chuyển gà nhập lậu ngay từ vùng biên giới, đồng thời cần mở rộng nguồn cung cấp gà sạch cho thành phố Hà Nội, đảm bảo ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của nhân dân trong dịp cuối năm. Hiện nay vẫn có khoảng 25% người dân nông thôn đang hàng ngày phải sử dụng nguồn nước không an toàn. Với mong muốn tất cả mọi người đều có nước sạch sinh hoạt, một chương trình chạy marathon xuyên Việt đã được triển khai nhằm gây quỹ hỗ trợ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam triển khai các dự án nước sạch trong cộng đồng. Với chủ đề Nối liền một dải Việt Nam, cuộc chạy bộ kéo dài liên tục trong thời gian 40 ngày đi qua hơn 30 tỉnh, thành phố để gây quỹ triển khai các dự án nước sạch cho Việt Nam. Điểm xuất phát là tại Mũi Sa Vĩ, km số 0, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh vào ngày 9 tháng 12 và dự kiến kết thúc tại đất mũi Cà Mau vào ngày 20 tháng 1 năm 2013. Vào ngày hôm qua, đoàn chạy đã tới Hà Nội. Tại đây, chương trình đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.
Chương trình do ông Patrick Farmer, đại diện thiện chí của Hội Chữ Thập Đỏ Úc và người bạn đồng hành người Việt Nam Mai Nguyễn Đình Huy thực hiện. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia năm 1973 tới năm 2013. Thực hiện nghị quyết 30A của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững, từ năm 2010, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã vận động và triển khai dự án Ngân hàng Bò. Hơn 6.000 con bò sinh sản đã được trao tặng cho các hộ thuộc 33 huyện nghèo trên cả nước. Sự hỗ trợ mang tính bền vững này đã từng bước giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên kênh VTC14 tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là con bò mà gia đình ông Hà Văn Múng tại xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn nhận được từ dự án Ngân hàng Bò năm 2010. Sau 3 năm chăm sóc và nuôi dưỡng, con bò giống đã sinh được một con bê đực. Ông Múng quyết định làm thủ tục với ban quản lý dự án và nộp thêm 2,3 triệu đồng để giữ con bê lại nuôi. Từ khi nhận về đến nay, con bò đã đẻ đến lứa thứ hai. Gia đình đã xin mua lại để chăm sóc. Đôi bò đang phát triển tốt. Khi đàn bò ốm đau, tôi cũng báo cáo với xã và thú y. Cho đến giờ, kinh tế gia đình cũng đang dần ổn định. Ông Múng là một trong hơn 100 hộ dân trên địa bàn huyện Quan Sơn nhận được hỗ trợ từ dự án Ngân hàng Bò. Với tổng kinh phí 700 triệu đồng, dự án triển khai tại hai xã là Trung Xuân và Trung Hạ. Sau khi thành lập, ban quản lý dự án cấp huyện và ở hai xã được thụ hưởng đã tìm mua bò giống với tiêu chí đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và chăm sóc của người dân địa phương. Sau đó bấm tay, đeo biển, đo trọng lượng và trao cho các hộ nghèo. Ở Trung Xuân là được sau khi nhận được gần 3 năm nay thì cũng đã phát triển và sinh sản được. Và trong đó là đã chuyển giao được 9 con cái mà còn được là được 16 con. Theo cam kết giữa ban quản lý dự án của huyện, xã và các gia đình được hỗ trợ bò giống, thì sau khi nuôi, nếu bò đẻ lứa đầu là bê cái, thì hộ hưởng lợi tiếp tục chăm sóc con bê thêm 6 tháng, sau đó sẽ chuyển giao bê con cho hộ nghèo khác nuôi. Sau khi trao lứa bê đầu tiên, hộ hưởng lợi được hoàn toàn sở hữu bò giống. Trong trường hợp bò giống đẻ lứa đầu tiên là bê đực, Hội Chữ Thập Đỏ huyện sẽ chịu trách nhiệm thanh lý con bê đó. Số tiền thanh lý bê đực được dùng để mua bê cái và trao cho hộ nghèo khác trong địa phương nuôi. Số mà tiền thanh lý và sống bò đực còn lại chúng tôi thu được thì sau này chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến với huyện, cũng sẽ xét cho cũng nó cổ tuy nó không được nhiều nhưng cũng xét cho được vài đối tượng khó khăn để cũng tạo cho bà con được đời sống có thể được ổn định hơn. Với sự phát triển ngày càng nhiều về số lượng, trong thời gian tới, những con bò dự án này sẽ là động lực giúp bà con yên tâm sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Thủ tướng vừa phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế từ năm 2013 tới năm 2020 với mức đầu tư 800 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được dùng để trùng tu các di tích như Ngọ Môn, Đồng Khuyết Đài, Hành lang Từ Cấm Thành, Sung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ thuộc Lăng Vua Tự Đức, Điện Gia Thành thuộc Lăng Vua Gia Long. Trước đây mỗi năm, Thừa Thiên Huế có từ 20 đến 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để trùng tu di tích. Đây là lần đầu tiên có được nguồn hỗ trợ có mục tiêu của chính phủ, ngoài ra còn có thêm cơ chế về nguồn vốn ODA, nhằm đảm bảo thực hiện thành công đề án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 2010-2020. Nhiếp ảnh và hội họa là hai loại hình nghệ thuật thể hiện cuộc sống qua góc nhìn của người nghệ sĩ, qua đó giúp công chúng nhận ra những giá trị đặc biệt của cuộc sống. Và vào ngày cuối tuần này, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn một số cuộc triển lãm tranh và ảnh đáng chú ý đã diễn ra tại Hà Nội. Nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, Thông tấn xã Việt Nam và hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã tổ chức triển lãm ảnh, tập hợp 75 tác phẩm phản ánh toàn diện quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.
Ngoài những bức ảnh do các phóng viên của Yonhap thực hiện, còn rất nhiều hình ảnh về đất nước, con người Hàn Quốc được thể hiện qua ống kính các phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Mỗi bức hình đều chứa đựng một câu chuyện riêng, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử từ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào tháng 5 năm 1993 cho đến chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam của Tổng thống Lee Myung-bak vào năm 2009. Triển lãm nhằm góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Còn tại Trung tâm Văn hóa Pháp đang trưng bày bộ ảnh Hà Nội từ 18 giờ đến 6 giờ của nhiếp ảnh gia người Pháp Sébastien Lava. Bộ ảnh được tác giả thực hiện trong 6 năm, từ năm 2007 tới nay. Ngay từ lần đầu đến Việt Nam, Sébastien Lava đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của những con phố Hà Thành. Tại triển lãm này, Sébastien đã đem đến cho người xem những cảm nhận riêng về một Hà Nội đêm với phong cảnh và nhịp sống đặc trưng. Hà Nội hiện lên trầm mặc cổ kính. Khoảng thời gian chụp là khi mọi người đã trở về nhà. Ánh sáng trong thời điểm này tạo hiệu ứng tối đa, làm nên nét đẹp cho Hà Nội và bộ ảnh của Sébastien. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 13 tháng 1 năm 2013. 6 năm sau sự thành công của Chuyện Cổ Pao, đạo diễn Ngô Quang Hải đã trở lại với điện ảnh Việt Nam với hai dự án phim, đó là Mùa Hè Lạnh và Ngừng Đặt Cược. Trả lời chính thức của bộ phim Mùa Hè Lạnh vừa được công bố, ngay lập tức đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực từ phía khán giả. Thuộc thể loại phim tâm lý, Mùa Hè Lạnh xoay quanh nhân vật Kiên, một thanh niên sống thiếu thốn tình cảm gia đình. Sau khi cha mất, Kiên lên đường vào Nam tìm mẹ. Tại một nơi xa lạ, anh gặp gỡ và có quan hệ với hai người phụ nữ. Một người là Hoa, vợ của vị đại gia khu vực Chợ Lớn, có khát khao cháy bỏng về thể xác và như là một biểu tượng của nhục dục. Người còn lại là Nhâm, cô sinh viên ngây thơ, là biểu tượng của sự trong sáng. Hai người mang lại cho Kiên tình yêu và những dục vọng mà anh chưa từng trải nghiệm. Tuy nhiên, chính chàng trai trẻ lại không lường trước được những nguy hiểm của mối quan hệ tình ái tay ba đó. Bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào ngày 21 tháng 12 tới. Cùng với sự phát triển của công nghệ, đọc sách điện tử đang trở thành một thói quen, một xu hướng phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn sách này hiện nay chủ yếu là sách không có bản quyền, chất lượng không cao và là do một số cá nhân chia sẻ tự do trên mạng. Trên thực tế đó, với phương châm vì một không gian tri thức thuận lợi và giá rẻ cho người Việt, mới đây, nhà xuất bản Trẻ đã cho ra đời hệ thống sách điện tử có bản quyền với giá rẻ nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu đa dạng của các độc giả hiện nay. Là một sinh viên, Nguyễn Huỳnh Mai Thi thường tranh thủ thời gian để đọc sách, vừa để nâng cao kiến thức, vừa để giải trí. Tuy nhiên, không phải lúc nào cô cũng có thể mang theo tất cả những cuốn sách yêu thích, cũng như không phải lúc nào cũng tìm được những cuốn sách in chuyên ngành kinh tế mà cô đang theo học. Và vì thế mà Mai Thi tìm đến sách điện tử e-book. Nó rất là tiện lợi, đặc biệt là cho giới sinh viên. Với cái việc mà chúng ta khỏi cần lưu trữ trong những cái cuốn sách rất là dày, rất là nặng, chúng ta có thể đọc bằng máy tính bảng hoặc là đọc bằng laptop. Thực tế hiện nay, đã có một số đơn vị ở Việt Nam cung cấp sách điện tử. Tuy nhiên, một phần do mức giá còn cao, cộng với phương thức thanh toán chưa thực sự linh hoạt, nên người đọc vẫn chưa mấy mặn mà. Hệ thống sách điện tử e-book ra đời đã đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng lớn của độc giả hiện nay. Để sử dụng dịch vụ, người dùng cần tải về điện thoại ứng dụng e-book reader. Ứng dụng này tương thích với các hệ điều hành Windows, Android và iOS. Sách điện tử của e-book cũng có thể đọc trên máy tính cá nhân và máy tính bảng. Chúng tôi có rất nhiều cái chủng loại sách khác nhau. Từ sách chính trị, sách truyện tranh cho thiếu nhi, sách văn học, những cái dòng sách đặc biệt hot. Giá của e-book nhà xuất bản Trẻ cũng xác định là chính sách giá rẻ, có thể trả bằng thẻ cào điện thoại di động. Hiện nay, e-book đang hợp tác với nhiều đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng thư viện sách điện tử tại các trường học, các đơn vị theo chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách. Với cách làm này, mỗi người chỉ cần có một tài khoản là có thể đọc sách ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào trên chính thiết bị di động của mình. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng trong để mà đáp ứng được yêu cầu này, với cái mong muốn rằng là mình tiếp cận những cái quyển sách hay, những quyển sách mới một cách nó nhanh chóng. Hiện e-book đang có 1.000 đầu sách điện tử, dự kiến mỗi tháng sẽ có thêm 1.000 sách mới được bổ sung. Tổng số sách của nhà xuất bản Trẻ sẽ đưa ra thị trường dưới dạng sách điện tử là 25.000 cuốn. Đồng thời, e-book cũng đang mở rộng hợp tác với hàng chục nhà xuất bản và đối tác khác để đưa thêm đầu sách vào kinh doanh.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với câu chuyện buổi sáng. Cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt đặt mục tiêu đến năm 2015, 80% người tiêu dùng Việt Nam dùng hàng Việt. Nhưng để đạt được mục tiêu này thì không thể cứ mãi dừng lại ở việc hô hào. Tin tức nổi bật trên thế giới trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, xả súng kinh hoàng tại Mỹ làm ít nhất 27 người thiệt mạng. Tạp chí danh tiếng Forbes công bố danh sách 10 nữ ca sĩ kiếm tiền giỏi nhất năm 2012. Nhiều trong số đó không ra bất kỳ album mới nào trong năm qua. Và bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo như báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Đông Nam Á cho thấy, sau 3 năm triển khai chương trình Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng trong nước sản xuất đang dần chiếm tỷ trọng cao trong đời sống tiêu dùng. Ở trong các hệ thống siêu thị lớn, hàng nội địa đang chiếm số lượng lớn khoảng từ 80 đến 90% số lượng hàng hóa. Trong khi đó thì người dân ở các khu vực nông thôn hay là các vùng núi xa xôi cũng bắt đầu tiếp cận và làm quen dần với việc sử dụng hàng Việt. Tuy nhiên có thể thấy quá trình thực hiện cuộc vận động này thì vẫn còn bộc lộ những tồn tại mang nặng tính hình thức và chưa lan tỏa đến toàn xã hội. Tâm lý mua sắm hàng ngoại vẫn còn tồn tại ở một bộ phận người dân có mức thu nhập cao. Đặc biệt, một số doanh nghiệp lợi dụng các chương trình khuyến mãi ở nông thôn để tiêu thụ hàng tồn kho, hàng nhái hoặc là hàng hết hạn sử dụng đã gây mất lòng tin trong nhân dân. Theo điều tra mới nhất về cấu trúc bán lẻ ở Việt Nam của công ty Nielsen Việt Nam, chuyên cung cấp thông tin về đo lường các chỉ số truyền thông và thị trường, thì mạng lưới cửa hàng bán lẻ hiện chỉ đáp ứng được 47% nhu cầu của người dân vùng nông thôn, trong khi mức tiêu dùng của họ chiếm đến 27% doanh số bán lẻ trên cả nước. Phần lớn các mặt hàng được lựa chọn phổ biến ở khu vực này là những sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm, hàng may mặc. Rõ ràng, đây là một thị trường rất tiềm năng nhưng lại bị lãng quên trong thời gian qua. Vì thế, những mặt hàng giá rẻ, hàng giả, hàng nhái, hàng Trung Quốc kém chất lượng vẫn trụ vững. Thực hiện chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhiều chuyến bán hàng Việt lưu động đã về đến vùng nông thôn, nhưng không ít trong số đó lại với mục đích khác. Không ít những doanh nghiệp nhân cơ hội này đưa hàng tồn kho, hàng ứ động, hàng nỗi mốt, thậm chí có những hàng không an toàn về nông thôn. Và chúng ta nhớ là như vậy là đây một cái hành vi tôi cho là đi trái lại ngay với cái mục đích của cuộc vận động đấy, mà mình chỉ nhìn thấy lấy trước mắt mà không nhìn thấy lợi ích lâu dài. Cái thứ hai đấy là người nông thôn ở nhất là đồng bào miền núi đấy, thu nhập còn rất thấp, thế mà mình đưa cái hàng dởm về thì rõ ràng là nó về mặt lương tâm nghề nghiệp nó không ổn rồi. Và thứ hai đấy, nhất là người miền núi, người ta có một cái dễ tin mà người ta cũng dễ mất cái lòng tin đấy, chỉ cần một lần thôi, thì tôi cho đây là một cái hành vi chúng tôi hết sức lên án. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa coi khu vực nông thôn là thị trường tiềm năng mà biến nó thành sân sau để đẩy những sản phẩm kém chất lượng về đây tiêu thụ. Một lần bất tín, vạn sự bất tin, người dân dần mất thiện cảm với hàng made in Việt Nam. Cái thị trường nó quá rộng và trong khi đó thì dân cư cũng như là mạng lưới phân phối chưa thể kiểm soát được tốt, vẫn chủ yếu là do các tư thương vận hành các hệ thống phân phối ở vùng sâu vùng xa. Chính vậy mà công tác kiểm tra kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước cũng như là trông chờ rất nhiều vào ý thức của những cái tư thương này về cái đạo đức kinh doanh, họ có đảm bảo được những cái hàng hóa cung cấp cho khách hàng ở vùng sâu vùng xa được hay không. Chính vậy mà có thể nói là bây giờ đây cũng vẫn là một cái thị trường, một cái lỗ hổng mà đối với những cái hàng không đảm bảo chất lượng. Tại buổi sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, 300 đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm khi thực hiện chương trình này. Nhiều địa phương triển khai cuộc vận động mang tính hình thức, đối phó, chưa cùng sát cánh với doanh nghiệp để đưa hàng đảm bảo đến tay người tiêu dùng. Chính vì những điều này mà ý nghĩa của cuộc vận động đến với các doanh nghiệp không thực chất. Thì các ông cứ nói là hàng Việt, nhưng mà nếu chất lượng ông không bảo đảm thì làm sao vận động tôi được? Thế tức là anh cũng phải nâng cao chất lượng năng lực cạnh tranh, thế thì nó đi cùng với nó là gì? Chất lượng nguồn nhân lực, đi cùng với nó là gì? Chất lượng dịch vụ, đi cùng với nó là gì? Chất lượng công nghệ, chất lượng sản phẩm, rồi mẫu mã vân vân. Đấy, chứ không phải là chúng ta cứ vận động xuông mà như các ông chí nói là hàng chất lượng không ra gì là cứ ép tôi dùng xong mà bảo là chúng tôi phải yêu nước, không phải thế. Tính hình thức không chỉ thể hiện ở doanh nghiệp mà nó lại tồn tại ngay ở bộ phận làm công tác quản lý. Một số cán bộ lãnh đạo, đảng viên chưa đề cao vai trò gương mẫu trong ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt trong đầu tư công cũng như trong cuộc sống. Đặc biệt, cuộc vận động vẫn chưa thể thay đổi tâm lý sắm hàng ngoại, vốn ăn sâu vào nếp nghĩ của người Việt Nam, nhất là với những người có thu nhập cao. Cái thay đổi đấy, nó không chỉ phụ thuộc vào người tiêu dùng,
chúng ta không chỉ giáo dục suông mà phải bằng cái việc cụ thể. Chính doanh nghiệp Việt Nam phải vươn lên, phải cung ứng ra thị trường những sản phẩm nó có cái sức cạnh tranh về chất lượng, về giá cả với hàng ngoại, thì tự đó cái chuyển biến trong cái người tiêu dùng nó mới có một cái bền vững lâu dài. Chứ chúng ta không chỉ tuyên truyền như thế này, nhưng mà thực tế những cái hàng đưa về nông thôn thì lại hàng như thế thì quả thật là trách người tiêu dùng cũng rất là khó. Ngày hàng Việt, tuần hàng Việt, tháng hàng Việt, những khẩu hiệu xuất hiện với tần suất nhiều hơn trong thời gian qua. Nhưng thực sự trong số đó có bao nhiêu là hàng Việt thì không phải ai cũng biết. Vâng, để cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, cần có sự chung tay của cả ba phía gồm nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Có thể thấy rằng đối với người tiêu dùng thì không thể kêu gọi họ vì lòng yêu nước mà mua những sản phẩm với mẫu mã kém chất lượng, rồi giá thành thì lại đắt. Do vậy mà chúng ta cần nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hệ thống phân phối, cung cấp thông tin sản phẩm trung thực để tạo cho người tiêu dùng niềm tin, từ đó họ tự hào khi sử dụng hàng Việt. Vâng, và đó chính là câu chuyện buổi sáng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng điểm qua các sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 12 năm 2012. Ngày hôm nay, hội nghị sơ kết thực hiện quyết định 178 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đảo Phú Quốc sẽ được tổ chức. Sau 8 năm thực hiện, đề án đã nâng cao hình ảnh đảo Ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trên cả nước và thế giới, tạo điều kiện thuận lợi khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về du lịch và trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Kinh tế Phú Quốc phát triển ổn định, tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo từ 14% năm 2004 giảm còn 2,24% năm 2011. Ngày hôm nay, lễ khánh thành cảng hàng không Phú Quốc sẽ được tổ chức. Trước đó, vào ngày 2 tháng 12, cảng này đã chính thức đi vào hoạt động. Dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được triển khai giai đoạn 1 hoàn thành, đưa vào sử dụng sau thời gian 4 năm khởi công xây dựng. Với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, khả năng tiếp nhận khoảng 2,6 triệu hành khách một năm. Cảng hàng không hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho Phú Quốc, nơi được mệnh danh là đảo ngọc, cất cánh phát triển du lịch và kinh tế. Ngày hôm nay, năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ Huế 2012 với chủ đề du lịch di sản sẽ chính thức bế mạc vào lúc 20 giờ tại Trung tâm Thể thao Huế. Sau 8 tháng diễn ra, sẽ có khoảng 3.000 khách mời và khán giả tham dự, gần 500 nghệ sĩ diễn viên của Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Học viện âm nhạc Huế, Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Trị, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Bình, các ca sĩ đến từ thủ đô Hà Nội sẽ cùng tham gia biểu diễn với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu. Ngày hôm nay, lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Từ ngày thành lập đến nay, hội đã không ngừng được củng cố và phát triển, từng bước vươn lên xứng đáng là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam. Đến nay, hội đã có 78 tổ chức thành viên, gồm 36 hội ở các tỉnh, thành, 20 hội và chi hội trực thuộc, 17 hội viên tập thể, 5 đơn vị trực thuộc với 1 vạn hội viên. Ngày hôm nay, Bộ Y tế phát động chương trình sinh viên tham gia công tác an toàn thực phẩm tại Đại học Y Hà Nội. Phần đông sinh viên phải sống xa nhà và thường xuyên phải tiêu thụ thức ăn đường phố, hàng quán. Tuy nhiên, đây cũng là đối tượng năng động, sáng tạo và dân trí cao. Chính vì vậy, đây là đối tượng được chọn để hướng tới trong hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục chương trình là các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi trở về từ Tehran, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Hermann Neckert cho biết, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt được tiến triển về cách tiếp cận mang tính xây dựng và có thể tiến đến một thỏa thuận vào tháng tới về cách thức điều tra chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Theo đó, thỏa thuận về cách tiến hành các cuộc điều tra chương trình hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 16 tháng 1 năm 2013. Dù một lần nữa bị từ chối việc tiếp cận tổ hợp quân sự Qassam của Iran, tuy nhiên phát biểu trước cuộc gặp, ông Hermann Neckert bày tỏ hy vọng rằng Iran sẽ chấp thuận để các thanh sát viên quốc tế được tiếp cận tổ hợp quân sự Qassam, khu vực từ lâu bị nghi ngờ đang phát triển công nghệ cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, bất chấp việc Tehran luôn phủ nhận, đồng thời khẳng định đó chỉ là một khu quân sự thông thường.
Và ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn của phóng viên tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã cho rằng bất kỳ phản ứng nào của Liên Hợp Quốc đối với việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng tên lửa cũng phải nên thận trọng, phù hợp và có lợi cho hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên và tránh cho tình hình căng thẳng leo thang. Theo người phát ngôn Hồng Lỗi, Trung Quốc lấy làm tiếc về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng tên lửa, bất chấp những phản ứng rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Trung Quốc có phủ quyết nếu như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên trong thời gian tới hay không, ông Hồng Lỗi đã tránh đưa ra câu trả lời trực tiếp, mà thay vào đó là kêu gọi các cơ quan quốc tế nên có cách tiếp cận phù hợp. Trong khi đó, Hàn Quốc đã công bố hình ảnh mảnh vỡ tên lửa tầm xa của Unha 3 của Triều Tiên mà Hải quân nước này thu hồi được tại biển Hoàng Hải ở độ sâu 80 mét. Hàn Quốc cho biết các nhà khoa học nước này sẽ nghiên cứu và không trả lại mảnh vỡ tên lửa này cho Triều Tiên. Tờ báo Thương gia của Nga số ra ngày hôm qua cho biết, Bộ Ngoại giao Nga đã xây dựng dự thảo chính sách đối ngoại của nước này nhằm thực hiện những sáng kiến mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Sự văn kiện này được coi là cương lĩnh đối ngoại nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 của ông Putin. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, văn kiện được Bộ Ngoại giao xây dựng theo chỉ thị của Tổng thống Putin sẽ vẫn duy trì những nguyên tắc cơ bản của ngành ngoại giao nước này được đề ra từ năm 2000. Dự thảo cho rằng trong bối cảnh thế giới rối ren và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia đang ngày càng gia tăng, sẽ không có triển vọng cho những nỗ lực muốn xây dựng những ốc đảo bình yên và an toàn riêng lẻ. Hơn nữa, Nga lại đóng vai trò là nhân tố cân bằng trong mối quan hệ quốc tế và phát triển văn minh nhân loại, nên chính sách đối ngoại của Nga cần đạt được những mục tiêu như phải giúp nền kinh tế thế giới thoát khỏi khủng hoảng, tiếp đó là đấu tranh chống can thiệp vào công việc nội bộ và cuối cùng là tiếp tục bảo vệ vai trò không thể thay thế của Liên Hợp Quốc. Dự thảo này cũng đưa ra một số thay đổi trong phần những ưu tiên khu vực như hội nhập với không gian hậu Xô Viết là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga. Tiếp đó là hợp tác với Liên minh châu và các tổ chức quốc tế. Liên quan tới Mỹ, Nga sẽ phải đạt được sự bảo đảm về mặt pháp lý từ Washington rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không nhằm vào lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Đồng thời, quan hệ hai nước phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia. Sau 2 ngày họp, Hội nghị Thượng đỉnh EU cuối cùng trong năm nay đã kết thúc với 2 kết quả khả quan là thỏa thuận về việc giám sát ngân hàng và gói cứu trợ cho Hy Lạp vốn bị trì hoãn trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu vẫn nhận định chặng đường đẩy lùi khủng hoảng ở châu lục này vẫn còn nhiều gian nan. Trong ngày hôm qua, các bộ trưởng EU đã thống nhất để Ngân hàng Trung ương châu Âu thực hiện việc giám sát các ngân hàng trong khu vực. Đồng thời, một gói cứu trợ trị giá 50 tỷ euro đã được thông qua dành cho Hy Lạp. Tiếp sau đó là một cuộc họp kéo dài hơn 8 tiếng nhằm tìm ra giải pháp cứu nguy cho nền kinh tế châu Âu. Chúng tôi đã đồng ý lộ trình mới cho sự phát triển của Eurozone. Quan trọng hơn, giờ chúng tôi biết chúng tôi cần làm gì. Từ bây giờ, những vấn đề khủng hoảng liên quan đến ngân hàng đã được chúng tôi giải quyết. Chúng tôi đã cân nhắc mọi điều kiện để giúp nền kinh tế này tự thoát khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo châu vẫn hoài nghi về thành công của hội nghị và những hiệu quả của các biện pháp trong việc giúp châu Âu thoát khỏi khủng hoảng. Bên lề các cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng châu, ông Herman Van Rompuy cho rằng châu Âu không chỉ đối mặt với khủng hoảng kinh tế mà còn đối mặt với các vấn đề an ninh và châu lục này cũng cần tham gia nhiều hơn nữa trong tiến trình đảm bảo hòa bình và an ninh toàn cầu. Liên quan đến vấn đề Syria, các nhà lãnh đạo EU đã kêu gọi nên dành sự ủng hộ nhiều hơn cho phe đối lập tại quốc gia Trung Đông. Các kênh truyền hình CBS News và ABC News dẫn thông tin từ cảnh sát Mỹ cho biết có ít nhất 27 người, trong đó có 20 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ xả súng vào tối qua theo giờ Hà Nội tại một trường tiểu học ở bang Connecticut. Theo các nguồn tin, sát thủ trong vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ở khu vực Newtown của bang Connecticut là phụ huynh của một học sinh cũng bỏ mạng. Trong số những người thiệt mạng có cả hiệu trưởng và chuyên gia tâm lý của trường. Hiện chưa rõ còn có tay súng thứ hai hay không, sau khi các nhân chứng cho biết đã nghe thấy hàng chục tiếng súng nổ. Các hình ảnh trên truyền hình Mỹ cho thấy cảnh sát và xe cứu thương được triển khai tại hiện trường, trong khi các phụ huynh đang đổ xô về phía ngôi trường để tìm con cái. Tổng thống Barack Obama gọi hôm qua là một ngày đau thương và bày tỏ chia buồn với người thân các nạn nhân. Ông cũng kêu gọi một hành động cụ thể sau vụ việc này. Trong năm nay, nước Mỹ đã chứng kiến một loạt các vụ xả súng kinh hoàng, mới đây nhất là vụ xả súng tại một siêu thị ở tại bang Oregon làm 3 người thiệt mạng.
Vào sáng ngày hôm qua, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại một con đường cao tốc ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khiến 9 người thiệt mạng và 69 người bị thương. 28 phương tiện đã đâm liên hoàn trên con đường cao tốc nối thủ phủ tỉnh Tế Nam với tỉnh Quảng Tây miền Nam Trung Quốc. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do đường trơn trượt và sương mù dày đặc gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của các lái xe. 3 người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường, trong khi 6 người còn lại chết khi trên đường tới bệnh viện. Hiện, những người bị thương đã ổn định trở lại. Cảnh sát địa phương đã phong tỏa con đường trong nhiều giờ liền và đến nay giao thông đã trở lại bình thường trên tuyến đường này. Cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc. Tin đồn về ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012 đã khiến nhiều người dân ở nhiều nơi trên thế giới hoang mang. Nhiều người cho rằng những di tích cổ Maya là nơi xứng đáng để tận hưởng khi ngày khải huyền đang đến gần. Và chính điều này đã tạo cơ hội kiếm tiền cho rất nhiều doanh nghiệp, trong đó có các công ty du lịch ở Mexico với số lượng khách du lịch đông nghịt đổ về đây mỗi ngày. Năm của Maya là khẩu hiệu mà nhiều nước, những vùng đất từng ghi dấu nền văn minh Maya như Mexico, Belize, El Salvador, Guatemala và Honduras đưa ra nhằm thu hút khách du lịch. Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đã đến Mexico tăng thêm 8%, tương đương hơn 20 triệu người. Ngoài ra, chỉ riêng trong dịp cuối năm, Mexico kỳ vọng sẽ đón thêm 30 triệu khách du lịch. Tôi thấy khu vực này rất đẹp. Tôi đến đây không chỉ vì tò mò về nền văn minh Maya, mà còn vì truyền thuyết ngày tận thế. Nếu thực sự có ngày tận thế, thì tôi tin rằng mình đã chọn điểm đến cuối cùng rất sáng suốt. Tôi bị choáng ngợp bởi những di tích cổ ở đây và thật không phục vì những gì nền văn minh này đã tạo dựng được. Hiện Mexico đang tổ chức một loạt nghi lễ dựa theo văn hóa thời tiền Columbo tại khu vực khảo cổ Chichen Itza. Ngoài ra, các khách sạn tại Cancun và Riviera Maya đang thực hiện quảng bá tích cực các gói du lịch liên quan đến chủ đề ngày tận thế. Trước đó, một đồng hồ kỹ thuật số cao 2,4 mét đã được lắp đặt tại thành phố Tapachula, giáp biên giới Guatemala, để đếm ngược thời gian đến ngày được cho là ngày định mệnh, 21 tháng 12. Theo giới kinh doanh du lịch quốc tế, các nước thuộc khu vực Trung Mỹ sẽ là điểm hẹn cho mùa du lịch cuối năm 2012. Tuy nhiên, những người tộc Maya ở Guatemala đã lên tiếng cáo buộc chính quyền và các hãng du lịch lợi dụng tin đồn ngày tận thế trong lịch của người Maya để kiếm tiền. Từ vị trí số 10 năm ngoái, công chúa nhà pop Britney Spears đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi vươn lên dẫn đầu danh sách những phụ nữ có thu nhập cao nhất trong làng âm nhạc năm 2012 do tạp chí Forbes bình chọn. Trong năm 2012, mặc dù không ra album mới nhưng Britney Spears vẫn trở thành ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất với 58 triệu đô la Mỹ tính từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012. Nguồn thu nhập chủ yếu của công chúa nhạc pop là những khoản thu khi phát hành album phim Fatal hồi tháng 3 năm 2011. Bên cạnh đó, thành công của tour diễn quảng bá thế giới xuyên suốt từ 16 tháng 6 đến mùng 10 tháng 12 cùng những hợp đồng quảng bá nước hoa của hãng Elizabeth Arden đã giúp giám khảo The X Factor kiếm bộn tiền. Theo sát Britney trong danh sách những phụ nữ có thu nhập cao nhất trong làng âm nhạc là công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift với 57 triệu đô la Mỹ. Số tiền này đến từ nhiều nguồn khác nhau, như việc bán album Red, lợi nhuận từ những dòng nước hoa riêng của Taylor, hợp đồng quảng cáo giữa cô với hãng mỹ phẩm CoverGirl và đặc biệt là chương trình lưu diễn dài ngày mà ước tính mỗi đêm Taylor thu về hơn 1 triệu đô la Mỹ. Được vinh danh ở vị trí thứ 3 là nữ ca sĩ da màu Rihanna với 53 triệu đô la Mỹ. Nếu như Lady Gaga giữ vị trí quán quân danh sách này năm ngoái với 90 triệu đô la Mỹ, thì sang tới năm nay cô đã tụt hạng và rớt xuống vị trí thứ tư với 52 triệu đô la Mỹ. Nguồn thu nhập chủ yếu của nữ ca sĩ lập dị là từ việc bán đĩa, tung ra thị trường dòng nước hoa mới Fame cùng các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood vừa công bố danh sách đề cử giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 70. Bộ phim lịch sử về cố Tổng thống Mỹ Lincoln của đạo diễn Steven Spielberg dẫn đầu danh sách đề cử với 7 hạng mục. Và bám sát phim này là hai ứng cử viên nặng ký A Girl và Django Unchained. Bộ phim 12 năm ấp ủ của Spielberg Lincoln có kinh phí khoảng 50 đến 65 triệu đô la Mỹ và tái hiện một phần cuộc đời vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ.
Khi cuộc nội chiến vào giai đoạn ác liệt nhất, ông nỗ lực tìm cách chấm dứt đổ máu và đối phó với các ý kiến phản đối trong nội các về quyết định giải phóng nô lệ của mình. Bộ phim này tranh giải ở hạng mục phim tâm lý xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý, nam nữ diễn viên phụ xuất sắc, đạo diễn xuất sắc, kịch bản hay nhất và nhạc phim hay nhất. Argo, phim được nhiều lời khen ngợi từ khi ra mắt tới nay của đạo diễn Ben Affleck, kể về vụ giải cứu 6 nhà ngoại giao Mỹ ở Iran năm 1979, cũng là một trong những ứng cử viên nặng ký với 5 đề cử. Argo còn có tên trong danh sách 10 phim hay nhất trong năm của Viện Phim Hoa Kỳ. Cùng được 5 đề cử như Argo là Django Unchained của đạo diễn tài ba Quentin Tarantino. Hai ca khúc nhạc phim gây sốt trong năm qua là Skyfall của Adele trong phim Từ Địa Skyfall và Safe as Sound của Taylor Swift. Trong phim The Hunger Games cũng nhận được đề cử bài hát trong phim hay nhất. Một số bộ phim khác từng được chiếu tại Việt Nam có tên trong danh sách đề cử là Cuộc đời của Pai, Công chúa Tóc Xù, Sự trỗi dậy của các vệ thần và Rapper Đập Phá. Sau Oscar, quả cầu vàng giải thưởng của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood là sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất trong năm. Đêm trao giải lần thứ 70 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2013. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.